Khúc biến tấu ánh trăng, Ngô Thư Hân gây sốt vì quá đáng yêu, điểm đâu bườn vượt cả Triệu Lộ Tư. Khúc biến tấu ánh trăng là bộ phim tình cảm ngọt ngào, có nội dung chính xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật Sơ Lễ do Ngô Thư Hân đóng và Chú Xuyên do Đinh Vũ Hề đóng. Sơ Lễ vốn là một biên tập viên mới tốt nghiệp đại học, đem theo ước mơ hoài bão cùng niềm nhiệt huyết với công việc xuất bản để bước vào cuộc sống hiện thực. Sau nhiều thử thách, Sơ Lễ được vào làm việc tại tòa soạn Nguyệt Nguyệt, là nơi mà cô luôn ước ao được gia nhập. Tuy nhiên, Sơ Lễ chẳng thể ngờ được rằng con đường phía trước có quá nhiều khó khăn đang chờ đợi cô. Chú Xuyên là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, được biết đến là một đại thần dịu dàng, tính cách ôn hòa. Nhưng chỉ những người quen chú Xuyên mới biết đến bộ mặt thật của hắn. Mặc bao sóng gió khó khăn và cả những biến động của tòa soạn, Sơ Lễ vẫn một lòng kiên trì theo đuổi ước mơ và cuối cùng cô cũng trở thành một biên tập viên hàng đầu. Cùng với đó, Sơ Lễ cũng thành công trong tình duyên khi chiếm được tình yêu của đại thần chú Xuyên. Với mô típ công chuyện không mấy khác lạ, tuy nhiên khúc biến tấu ánh trăng vẫn gây ấn tượng khi không có quá nhiều cảnh quay ngọt ngào đậm chất ngôn tình. Thay vào đó, phim mang ý nghĩa truyền tải thông điệp về nghị lực, luôn không ngừng phấn đấu để tìm được chỗ đứng cho sự nghiệp. Chỉ mới ra mắt vào ngày 20 tháng 5 mới đây, nhưng khúc biến tấu ánh trăng đã nhận được rất nhiều lời khen từ đông đảo khán giả đâu bình. Đáng yêu không tưởng được, kiểu vừa tự nhiên vừa nghịch ngợm nhưng không thể làm người khác ghét, có lẽ chỉ có Ngô Thư Hân mà thôi. Cô ấy đóng vai với ai cũng tạo cảm giác couple tốt. Giọng thật của Ngô Thư Hân khá đáng yêu đấy chứ, diễn xuất cũng tiến bộ hơn hẳn, giống như xem cảnh phỏng vấn cô ấy, rất trẻ trung đáng yêu. Nam chính không phải kiểu nam thần lạnh lùng như truyền thống mà khá sinh động, nữ chính cũng không phải kiểu bánh bao ngớ ngẩn, nói chung là hay. Hai bộ phim khúc biến tấu ánh trăng có sự tham gia của Ngô Thư Hân, Đinh Vũ Hề và Không Cẩn Thận Nhặt Được Tình Yêu của Triệu Lộ Tư, Lưu Đặc được lên sóng trong cùng một ngày 20 tháng 5. Cả hai đều là phim thần tượng ngọt ngào, lãng mạn, có sự tham gia của những diễn viên trẻ hot nhất làng giải trí với lượng fan đông đảo nên không tránh khỏi bị đặt lên bàn cân so sánh. Tuy nhiên, các chỉ số truyền thông cho thấy phim mới của Ngô Thư Hân, Đinh Vũ Hề đè bẹp phim của Triệu Lộ Tư về cả lượt view lẫn độ phổ biến. Khúc biến tấu ánh trăng đứng đầu danh sách web drama được xem nhiều nhất trong ngày chỉ sau một ngày lên sóng. Ngô Thư Hân và Đinh Vũ Hề đều có mặt trong danh sách diễn viên có chỉ số truyền thông cao. Trong khi đó, Không Cẩn Thận Nhặt Được Tình Yêu không có mặt trong danh sách 10 phim hot nhất, dù danh tiếng của Triệu Lộ Tư đang rất cao. Bên cạnh đó, khúc biến tấu ánh trăng có lượng view vượt trội nhiều nội dung nhìn hơn đối thủ và đặc biệt là nhiều độ hút fan của bộ đôi Ngô Thư Hân, Đinh Vũ Hề. Ngô Thư Hân là thành viên nổi bật của nhóm nhạc đình đám The Night. Đinh Vũ Hề là nam thần nổi tiếng sau web drama Trần Thiên Thiên trong lời đồn làm mưa làm gió hè năm ngoái. Cách xây dựng nhân vật của phim cũng gây hào cảm cho người xem. Nữ chính Sơ Lễ ngây thơ ngọt ngào nhưng không ngốc nghếch, luôn biết cách cư xử với người khác, không làm khán giả tức điên như nhiều phim thần tượng khác. Đinh Vũ Hề vào vai tiểu thuyết gia nổi tiếng Chú Xuyên độc mồm độc miệng, mang đến những khoảnh khắc hài hước cho phim. Trong khi đó, phim của Triệu Lộ Tư khiến khán giả phát bực vì nam chính Lưu Đặc. Diễn xuất nghiệp dư của Lưu Đặc bị cho là đã hủy diệt bộ phim, Triệu Lộ Tư cũng không thể vớt vát được.